Chào mừng quý bạn quay trở lại với kênh video máy nông nghiệp Cường Linh. Hôm nay chúng tôi đang bàn giao máy thổi thuốc cho chị khách ở Đông Anh Hà Nội, Vĩnh Ngọc Đông Anh Hà Nội. Đấy, chị gia đình làm thuốc đây. Đấy thì sẽ đặt một cái máy thái thuốc nhỏ, một máy thái lớn về để sử dụng băm thuốc cho gia đình. Thì đầu tiên đây là cái máy lớn này. Cái máy lớn này thì nó băm được những cây khoảng 12 phân đổ lại. Đấy, thì giá của nó là 6 triệu bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho bà con. Nó sẽ có 4 lưỡi dao, 2 lưỡi dao băm lát và 2 lưỡi dao băm khúc. Ở đằng trong này nó sẽ có cửa băm lát này và cửa ngoài. Cái này chỉ băm cây nhỏ thôi, còn cây to thì ấy thì thôi. Vâng, lấy cái to ấy thì mình phải chẻ ra hoặc là ấy. Còn ở đây là cái máy bé này mua 2,2 thì giá là 3,9 triệu bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho bà con. Đấy, nó sẽ đây là máy bọn bé băm được cây khoảng 8 phân đổ lại. Nó cũng sẽ có hai một cửa băm lát và một cửa băm khúc. Đấy, và nó sẽ có hai dao, một dao băm lát và một dao băm khúc. Sử dụng motor dây đồng 2,2 cho đến 1 pha. Thì sau đây chúng ta sẽ tất cả thử cho cô đi. Vâng. Đây bà con băm lát, chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Bên trong này nó sẽ có hai dao băm lát này và hai dao băm khúc ở đây. Tiến hành test máy thay chung này, thay chung này. Bây giờ thì bên chúng em sẽ băm đã thử máy thay thuốc thay như thế này. Không lớn 4 dao nha. Đây thay lát. Thank you.
dao này thì quá sướng. Rất là nhanh, rất là hiệu quả nha mọi người. Dao này